của trái tim. Gõ cửa trái tim vang êm đường vào, dù tình xót xa trong con huyệt đạo, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa, gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngọn tối tê đắm canh thần thờ, nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời trường. Ôi cứ tim em bằng vàng nên tình yêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi han. Em buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lửa phim sai cung tình này cũng mong lung, tìm em hay bám mũi tên lạnh lùng. Hai chị Linh xin kính chào các chị ạ. Gõ cửa trái tim vang em đường vào, dù tình xót xa trong con huyệt đạo, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa, gõ cửa trái tim sao anh hững hờ, ngọn tối tê năm canh thần thờ, nhìn lòng mắt răng tơ để một môi bơ vơ khi không anh. Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đằng lửa phim sai cung tình này cũng mong lung, tìm anh ai bắn mũi tên lạnh lùng, tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Nhớ là có thể chia sẻ lì xì cho hai chị Linh một lượt chia sẻ nha các anh chị yêu ơi. Chia sẻ nhiệt tình những ca khúc mà các anh chị thích cho hai chị Minh Linh có thể phục vụ cho tất cả quý vị của chú anh chị mình trong buổi live ngày hôm nay được rực rỡ nhất. Xin chân cảm ơn ạ. Dạ. Và dưới tiếp theo thì Yến Dung My. Yến Dung My muốn hát bài gì Yến Dung My? Ừ, liều thuốc đi lo. Liều thuốc cho trái tim. Một ca khúc rất là hay và hay. Nó nhỏ như ta. Cảm ơn các anh chị nhớ là chia sẻ cho hai chị Linh nha các anh chị yêu ơi. Hỏi hú nha. Okay. Hai đứa dớt qua dớt lại đi, như giờ sao các chị đứa nghẹt mũi đi sổ mũi rồi. Anh chị yêu thương thì lì xì cho hai chị em nha cả nhà ơi. Chào ba Sunny, chào ba Island. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim màu, người vỡ sắt bao đêm, ngắm người coi mơ ngay như chơi vơi khi bao hiểu đường mùa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thoát nào để bầu trời hỏi nhớ thương chỉ còn hoan vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, còn tình lữ sóng lên đền, tìm hoài bên mơ trong đêm cây xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thoát nào để bầu trời hỏi thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu? Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong, người vỡ sắt bao đêm, ngắm ngồi coi mơ ngay như chơi vơi khi bao yêu đương mùa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoan vắng. Cuộc tình là trái nắng không tên, còn tình nước sóng lênh đênh, tìm mọi bên mơ trong đêm gây ra mang theo bao nhiêu khát vọng.
anh đi mang theo vẫn chẳng có nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu? Vâng ạ, xin cảm ơn các chị một lần nữa rất là nhiều ạ. Chúc anh chị, cô chú và các bạn của mình nghe nhạc thật là nhiều niềm vui nha, tràn đầy niềm vui và sức khỏe ạ. Chị Linh sẽ phục vụ hết mình cho các chị của mình có một ngày vui. Xin chào cô Phong Vân à. Dạ, cảm ơn cô Phong Vân rất nhiều. Chào cô. Cuộc tình là trái nắng không tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh. Bài gì tiếp theo yêu cầu đi ạ anh chị. Xin chào Nắm Lùng. Dạ, cảm ơn anh chị. Chia sẻ mạnh mẽ hơn là tạo động lực tinh thần cho hai chị Linh được không các anh chị ơi? Lần chia sẻ của các anh chị không có là gì hết. Đúng rồi. Nhưng mà nó tạo động lực cho hai chị em rất là nhiều luôn ạ. Xin cảm ơn cả nhà. Nói là không tên mà chưa đâu đơn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng không? Đành đã xuất khi tình quay gót, đành cầm đến nỗi buồn vây kín. Đành quên hết ân tình đã chết trên thắng được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khát nhiều rồi. Biết yêu làm chi để em biết buồn bơ. Sao đã biết ân tình tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Say. Âm nhạc luôn là bất diệt, luôn đưa chúng ta vào tất cả những cảm xúc. Hello chị Quế, hello chị yêu nha. Hello Quế. Yêu anh cả trong giấc mơ, ok chị. Tình quay gót đành hứa thật nhiều, thất thưa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Không, không, không. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Một cuộc sống thiếu.
nay Yến Linh dịu dàng thế hả? Dịu dàng không mọi người? Hôm nay hai chị em rất là dịu dàng. Hôm nay em cũng không có đàn ông nữa. Ngủ mới thức mà. Mở mắt xách xe chạy 180 cây số trên một giờ chạy qua đặng kịp hát cho các anh chị nghe đó. Các anh chị thấy ghê không? Ghê không? Không ăn luôn các anh chị nghe chưa? Milo hơn ảnh tài trợ hả? Milo hơn ảnh tài trợ. Trở về phố cổ Yến Như My. Yêu em cả trong giấc mơ, chút xíu đem tìm biết nhạc nha. Hồi này có hứa rồi nhưng mà bữa giờ nó bị mất biết nhạc, chị đẹp ơi. Dạ xin cảm ơn các chị. Nhớ có thể lì xì cho hai chị mình một lượt chia sẻ nha các chị ơi. Xin chia sẻ cho hai chị em Yến Linh trong buổi live ngày hôm nay được rực rỡ và sôi động hết mức có thể nha các anh chị ơi. Dạ. Xin thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hai chị em Yến Linh xin gửi lời chào đến các cô đang xem, các chú đang xem và các anh chị đang xem ha. Cả nhà mình ơi, lì xì chia sẻ và những anh chị nào mà có nhu cầu tư vấn về bất kỳ một dòng sản phẩm nào của nhà em á, thì cả nhà mình mạnh tay để lại số điện thoại nha. Tại vì khi mà để số thì tụi em sẽ tư vấn cho các anh chị của mình, chứ tụi em không chốt đơn hàng liền, cho nên cả nhà mình cứ an tâm. Dạ, và ngày hôm nay là không biết là các anh chị hôm qua có đã xem live chưa, nhưng mà hôm nay bé Linh sẽ nhắc lại là em đã có nước hoa rồi nha cả nhà. Bên nhà em đã có nước hoa rồi, nước hoa nam lẫn nước hoa nữ nha. Nước hoa nam, nước hoa nữ bên em đều được miễn phí ship tận nhà và các anh chị đều mua với giá sỉ trực tiếp tại chỗ em luôn các anh chị. Nước hoa nữ của thương hiệu Mondai có giá là 1.350.000 là nước hoa nữ, một cái mùi thơm đẳng cấp, dịu dàng, quyến rũ, em cam kết với các anh chị luôn. Cái chai nước hoa này nó ngọt khủng khiếp luôn thiệt sự. Các cô nào mà lớn tuổi mình tầm khoảng 50 tuổi hoặc 60 tuổi cho nên mình xài cái chai này cũng rất là ok nha, chứ không riêng gì các bạn trẻ. Và nếu như mà các bạn nữ giống em tầm khoảng 20-20 mấy á, thì chúng ta cũng có thể xài cái loại này luôn. Tại vì cái loại này nó rất là thơm và nó thơm cái mùi rất là ngọt ngào, giống như cái mùi kẹo vậy đó. Khi mà người khác mà lại gần mình á, người ta sẽ hửi được cái mùi rất là ngọt 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 đó các anh chị, thích lắm. Nó không có gắt mà cũng không có nồng. Đúng ha rồi. Một cái mùi thơm cực kỳ là sang chảnh, nước hoa 3 tầng hương của Pháp ạ. Chai Mondai có giá là 1.350.000 nha các anh chị, đang giảm giá, giá gốc sẽ là 1.550.000. Bên em đang giảm giá còn 1.350.000 các anh chị yêu. Hoàn toàn tất cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship. Nước hoa này là người lớn sử dụng được nè. Mấy bạn trẻ, mấy bạn xì tin dâu giống mình sử dụng cũng được luôn. Đó, cực kỳ là quyến rũ, mùi thơm đẳng cấp, dịu dàng. 1.350.000 miễn ship tận nhà. Mua hàng để lại số điện thoại cho em. Hello chị yêu Cẩm Thu. Hello chị gái ạ. Mua hàng thì nhớ các anh chị phải để đúng số điện thoại bên dưới. Cảm ơn anh Dương Đặng. Dạ Dương Đặng. Là thích số của anh ạ. Còn các anh trai mà muốn xài nước hoa đẳng cấp mà tôi nói là cái giá tiền nó phù hợp đấy, mình không cần phải chi ra tới 3-4 triệu, 5-6 triệu để mình mua một chai nước hoa đẳng cấp. Thực sự là nếu như mà mình mua nước hoa 3-4 triệu, 5-6 triệu thì càng tốt thôi, nhưng mà đối với em thì em không dám mua nước hoa 3-4 triệu, 5-6 triệu rồi. Thực sự riêng bé Linh là không có dám mua nước hoa mắc tiền rồi, tại vì em thấy là mắc tiền xài nó tiếc tiền quá các anh chị. Mà cái mùi của nó thì cũng giống như cái mùi của tụi em ở đây thôi. Cái chai này là bên em lập lấy giá sỉ cho nên nó chỉ có 1.280.000 một chai thôi. Nhưng mà nếu như các chỗ khác mà nhập chỗ em về bán tại shop đó thì cái chai này không dưới 3 triệu đâu các anh chị.
hứa với các anh chị luôn. Tại vì cái chai này á, khi mà bán ở ngoài tiệm hoặc là bán bất kỳ nơi nào thì người ta còn phải có thuế nè, đủ thứ thuế hết trơn nào, tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền đủ thứ để mà bán cho các anh chị ra cái chai nước hoa này, nó sẽ gấp đôi cái giá tiền lên là tầm 3 triệu đến 4 triệu một chai. Nhưng mà tại chỗ em thì các anh chị đang mua với giá sỉ chỉ có 1.280.000 thôi. Nói thật với các anh chị mua shop ở ngoài là nó sẽ trên 3 triệu một chai đó mọi người ơi. Hai chai của Nam. Đó. Một chai From Men, đàn ông đích thực xài cái chai From Men của Yến cầm giùm em nha. 1.280.000. Cái này dành cho các anh trai nào thích cái sự mạnh mẽ, cái sự quyến rũ, cái sự nam tính đàn ông thì chúng ta nên xài chai của chị Yến ha. Còn các anh trai nào mà thích cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng hơn, không phải là của nữ đâu nha, mà nó sẽ hơi dịu hơn cái chai này một chút xíu. Đó là chai Unver nha các anh chị. Chai hình vuông. Nam nữ đều có thể xài được các anh chị. Chai này là nam nữ chúng ta đều có thể xài. Các chị gái nào thích cái sự mạnh mẽ, nam tính thì chúng ta có thể xài chai này. Và các anh trai nào thích cái sự dịu dàng, ngọt ngào thì chúng ta xài cái chai của bé Linh cầm. Còn ai thích mạnh mẽ, đàn ông đích thực thì chúng ta xài chai của chị Yến. Hai chai đều đồng giá như nhau là 1.280.000. Em sẽ miễn ship tận nhà nha. Nước hoa bên em là nước hoa nhập khẩu từ Pháp chính hãng cho các anh chị check mã vạch thoải mái luôn. À, khi mà nước hoa bên em giao tới nhà các anh chị là còn nguyên đai nguyên kiện, chưa bốc tem, chưa bốc hàng luôn các anh chị có thể bốc tem như đập hộp nước hoa đó. Mùi này cực kỳ thơm luôn, em rất thích mùi này. Anh trai nào cần thể hiện sự nam tính mạnh mẽ của mình thì nên sử dụng chai For Men này nha các anh chị ơi. Cực kỳ là thơm, mạnh mẽ, quyến rũ. Còn cái chai này thì nó sẽ hơi dịu dịu ngọt hơn. Nếu mà ai mà thích cái sự dịu dàng ngọt ngào thì chúng ta có thể xài chai này. Đúng rồi. Thơm quá. Mà hương. Mùi hương nhà em là không phải là nồng cũng phải không phải là gắt, mà nó là gọi là gì, thoảng á, phản phất á, nó rất là dễ chịu chứ không phải là ngồi gần cái bên mà nó làm cho mình khó chịu. Là không có đâu các anh chị ơi, có nhiều cái loại nước hoa á, mình người ta chạy xe đằng trước, mình chạy xe đằng sau là mình muốn bị ngộp thở rồi. Đúng rồi, huống chi gắt là mình ngồi gần thì cái mùi nước hoa nó rất là gắt. Em đi ra đường mà ai mà xài cái mùi lăng nách hay là ai mà xài cái mùi nước hoa, em chạy ở đằng sau em bịt khẩu trang mà em muốn tắt thở luôn đó, nói thật luôn, chứ huống chi là mình ngồi gần. Lấy cho mình một chai tròn nhé. Đúng ok rồi, để số này. Giùm em để chữ For Men giùm em chị, tiếng Anh ghi không được mình ghi tiếng Việt cho em đi, mình chơi tiếng Việt hoặc đi. Là mình cứ để thẳng số khi nhân viên nhà em gọi tới là mình cứ kêu là lấy chai For Men là chai ok, chai hình tròn à. Đúng rồi, chai hình tròn là ok nha. Cảm ơn hạt mưa to nè. Cảm ơn các anh chị. Gọi vơ ve cho dễ. Đúng rồi, khó đọc quá. Rồi ve đi. Khánh Ngân chào cô nha. Gửi lên này sẽ bị đâm kích. Dạ không, không mình để số thì bên nhà em sẽ có chuyên viên số hotline sẽ gọi điện tư vấn cho các anh chị. Nói thật sự luôn là những anh chị ơi, số bên nhà em là ít ai có giống lắm. Đúng mà thật rồi. Sự nếu như mà để mà lừa gạt các anh chị cũng khó lắm, tại vì các anh chị có quyền kiểm tra hàng mà. Ví dụ mà gửi hàng đến cho cả nhà bắt là cho tôi kiểm tra hàng. Tôi kiểm tra hàng đúng sản phẩm bên Duy Trinh, đúng địa chỉ của Duy Trinh giao tôi nhận, không đúng tôi trả về. Đó, các anh chị bên em là không có dễ là lừa gạt khách hàng của tụi em đâu, không dễ đâu các anh chị. Hello, Sáng Lê. Lê Phượng xin Sáng Lê thích Uvra hay là Farman? Sáng Lê thích mùi nào? Luyến Trần xin cảm ơn ạ. Hai loại nước hoa, một loại là dành cho các anh nào nam tính xài. Cảm ơn anh Hiếu Duy Trần. Dạ. Cảm ơn anh. Cái mùi đúng này rồi. Thì nó sẽ rất là mạnh mẽ ha. Thích. Và cái chai nó cực kỳ sang. Thiệt chứ ra đường mà gặp đi nghe cái mùi hương này chắc. Hôm nay được xem hai em phát trực tiếp mà khi phát lại không hả? Trời ơi, dễ thương quá. Cảm cưng ơn. Quá, dạ cảm ơn ạ. Gửi cho anh một chai nước hoa nữ để anh tặng cho vợ. Trời đàn ơi, ông đích thực trời. Quá trời đàn ông luôn. Đàn ông mạnh mẽ nhất của cái tôi là đây. Đàn ông của năm nè các anh thật chị. Để lại số điện thoại giúp em đi anh ơi. Anh ơi nói được làm được anh ơi. Em thích những người đàn ông như anh. Thiệt, mua nước hoa là mua nước hoa tặng vợ. Phụ nữ tụi em 100 người là hết 99 người thích nước hoa rồi. Nếu mà nói là phụ nữ lúc nào cũng thích mà hoa no. Từ mua là cũng gọi là bình thường đúng không? Đúng rồi. Con này mà được chồng mình tặng thì còn cái gì bằng nữa các anh thiệt chị. Sự. Quá hạnh phúc luôn á. Mình đừng có cái dịp gì mình mới tặng, mình chỉ cần thích là mình tặng thôi. Đó các anh chị. Rồi. Em thích những người đàn ông như vậy. Dạ cảm ơn Thị Lương. Xin cảm ơn Thị Lương. Dạ cảm ơn ạ. Thiệt sự luôn. Em thích người đàn ông như vậy lắm. Mua nếu mà người đàn ông mà người ta tinh tế các anh chị là người ta mua ví dụ như là son phấn hoặc là người ta có thể mua nước hoa tặng cho người yêu bồ của mình, đó là một người đàn ông rất là tâm lý nha cả nhà. Chứ đừng có mua bông hoa hay là như thế nào đó thì nó chỉ đẹp cho một cái thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng mà khi mà mình mua một chai nước hoa mình tặng cho bồ mình á, bồ mình xịt nhưng mà mình cũng hửng lây đó cả nhà. Tại vì hủy ké mà. Ship Đài Loan không, hiện tại bên em không có ship Đài Loan nha các anh chị. Mình là nam nhưng mà mình thích nhẹ nhàng thì dùng loại nào? Anh ơi anh dùng cái loại như bé Linh vừa mới chai tư vấn anh ơi. Anh. Chai này rất là thơm, nó nhẹ hơn cái chai From Men tròn rất là nhiều. Cái này nó cực kỳ là
thơm luôn, thật sự luôn, nó rất là quyến rũ luôn á, chứ không phải là nhẹ nhàng là nó mùi ngọt ngào như là của phụ nữ là không có nha. Cái này nó còn rất rất là thơm và cái mùi cũng rất là men, chứ không phải là bánh bèo và bánh bèo đâu các anh chị yêu nha. Các anh trai nào mà muốn xài thì để số cho em 1.280.000. Nước hoa nhập chính phẩm chính hãng nha các anh chị. Chính hãng chính phẩm còn nguyên tem, còn nguyên tem nguyên kiện, mình về mình gọi là đập hộp nước hoa nha các anh chị. 1.280.000 em sẽ miễn ship nha. Mua hàng thì các anh chị nhớ là mình phải để đúng số điện thoại giúp em nha. Mình bấm từ từ thôi, đôi lúc mình bấm nhanh quá nó bị sai một số đó nha, em không có thể nào điện tới cho các anh chị được đâu. Để đúng số giúp em ạ. Cảm ơn chị Thanh Thủy nè, cảm ơn chị gái Nguyễn nè. Các anh chị thấy không, cái chai nước hoa của tụi em rất là, nhìn nó rất là sang ha. Cái mùi xanh blue nè cả nhà, cái màu xanh blue chứ cái mùi gì này linh sao linh. Mới nhổ răng hay xong cái bắt đầu cái nó bị liếu luôn rồi. Dạ, 1.280.000 hai chai đều đồng giá như nhau nha. From Men là chai tròn của chị Yến, chai của em là chai Unverse. Làm chai vuông được rồi. Đọc tiếng Anh hơi lúa nè. Nước hoa thơm lắm. À, nước hoa thơm được mấy tiếng, cái này nó lưu hương tầm từ 4-6 tiếng ha. Nếu như mà mình nếu mà cơ thể mình giữ mùi được lâu, các anh chị xịt, đừng có xịt lên da. Xịt lên da thì nó sẽ không có lưu hương lâu bằng các anh chị xịt lên áo của mình. Ví dụ như mình đi ra đường hoặc là mình đi chơi, đi sự kiện, đi event gì đó thì các anh chị xịt hai bên cổ của mình, nhưng mà mình xịt nó cho nó dính vào áo chút xíu, tại vì dính vào quần áo thì nó sẽ lưu hương lâu hơn là khi nó dính trên da của mình. Da của mình thì nhiều khi là đổ mồ hôi hay là như thế nào là nó sẽ chảy, nó sẽ tan cái mùi nước hoa của em rất là nhanh. Cho nên là cả nhà của mình xài là mình chúng ta xịt lên áo, cổ áo á cả nhà. Thì khi mà mình đi phớt ngang người khác hoặc là người ta ngồi gần mình đúng như thế này rồi, là nó sẽ bốc mùi lên, nó sẽ bốc mùi. Nó sẽ phản phất cái hương thơm nha các anh chị. Hôm nay sao lên ơi, sẽ bốc mùi trời chơi. Mất cái răng sao mà đang bốc cái não rồi. Dạ các anh chị muốn nước hoa nhà em mình nhớ để lại số điện thoại giúp em ha. Nước hoa nữ và nam đều có nha các anh chị. Nước hoa nữ là chai Monday là 1.350.000. Các anh chị nào mua hàng thì mình cứ để đúng số điện thoại là được. Monday nhà em là thể hiện sự ngọt ngào quyến rũ, một cái đẳng cấp rất là khác biệt nha các anh chị yêu. Bên em là nước hoa của bên Pháp nha, nhập bên Pháp về các anh chị. Vì búp bơ là mít tàu toan vậy đó. Trời ơi, đẳng cấp tiếng Pháp. Mít in prang brisbler. Mít in prang brisbler. Dạ, mít đem đi ăn rồi cái gì đó các anh chị. Cười xéo dạ, các anh chị. Đây là chai của nữ nha cả nhà, đây là chai của nữ nè mấy chị. Đẹp không? Sang đẳng cấp không? Cái mùi này nó ngọt lắm. Ngọt thiệt ngào sự. Ngọt ngào quyến rũ nha các anh chị. Hồi đó bên em có hai chai nước hoa nữ, chai Emily với chai Monday, nhưng mà chai Monday nhà em bán đắt hàng hơn rất là nhiều, cho nên bên em nhập Monday về khá là nhiều. Chai này nè mọi người, nó thơm và cái mùi nó rất là ngọt, và cái chai thiết kế cũng rất là sang luôn cả nhà. Một hình tròn mà cũng phải tròn, mà vuông cũng phải vuông, nó khá là sang xịn sò, nhìn rất là chanh xả luôn các chị gái của em nha. 1.350.000, nó chỉ mắc hơn của nam tầm khoảng mấy trăm ngàn thôi mọi người. Nam thì là đồng giá 1.280.000 nha các anh chị. Nước hoa dạ. Cảm ơn anh chị mà. Mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em. Cảm ơn chị Minh Tuyền nè. Đừng quên là sản phẩm tăng cân Mộc Đà nhà em hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon nữa nha các anh chị yêu. Mộc Đà nhà em ăn khỏe ngủ ngon, sức khỏe là vàng đây ạ. À, giá một hộp là 350.000, hai hộp là 600.000, miễn phí ship. Những anh chị nào mình đang cảm giác là mình không ăn ngon miệng nè, hoặc là mình ngủ không được ngon giấc, thì có thể tham khảo và sử dụng Mộc Đà nhà em. Đây là sản phẩm hỗ trợ ăn được ngủ được dành cho người lớn cũng như trẻ em 7 tuổi trở lên. Ở nhà mà có bé 7 tuổi trở lên là bé biếng ăn, bé lười ăn thì cũng có thể tham khảo và sử dụng Mộc Đà được luôn. Vì sản phẩm nhà em là thảo mộc, nhớ là thảo mộc không phải là thuốc nha các anh chị. Không phải các anh chị uống vào mà không ăn tự động lên ký, cái đó là không có chuyện đó xảy ra được ha. Mà nó chỉ là hỗ trợ cho mình cảm giác ăn ngon miệng, mà ăn được nhiều hơn nè, mình ngủ được ngon giấc hơn ạ. Nước hoa được kiểm tra, dạ không ạ, nước hoa thì mình chỉ kiểm tra được cái hộp bên ngoài thôi nha. Chứ không thể nào mà nước hoa mà mình khui ra lấy ra bên trong là không có được. Mình xịt chết luôn á. Dạ, tại vì nước hoa tụi em là khi mà bên em nhập ở bên Pháp về nó còn nguyên tem, nguyên kiện, nguyên đai, là bên em gửi cho các anh chị là yên nguyên luôn, chứ bên em là không có bốc hàng ra. Mà khi mà các anh chị kiểm tra hàng của em là cả nhà chỉ cần khui cái bọc ở ngoài ra, cả nhà nhìn và kiểm tra là được rồi. Chứ các anh chị mà khui tem rồi khui ra bọc bẹo của tụi em ra hết á là không có được, là tụi em không có thu hồi lại hàng được các anh chị. Nếu như mà các anh chị vừa khui cái bọc ra, vừa khui cái tem ra, nó đã thành cái hàng cũ rồi, tụi em đâu có thu lại được đâu mọi người ha. Cho nên là các anh chị mình thông cảm cho tụi em, nước hoa là mình không có kiểm tra, mình không có xịt mùi được đâu anh chị nha. Một hộp tăng cân Mộc Đà Giang Hoàng ở để số giùm em nha. Để số giúp em ạ.
Bé Linh nói chuyện có gì? Trời ơi, em nói chuyện quê gần chết. Để lại số điện thoại giúp em nha. Các anh chị mua hàng thì mình vui lòng để số giúp em ạ. Hôm nay con mắt của em sao vậy? Sao nó nhỏ xíu vậy? Bé nhà mình 41 tuổi. Bé nhà mình 41 tuổi được. Trời, bé 41 tuổi má ơi, đẻ con được rồi má ơi. Cưng quá, cưng quá. 41 tuổi là mẹ bằng tuổi mẹ con rồi. Bé nhà mình 8 tuổi, ăn nhiều nhưng không mập thì có dùng một đà được không? Ăn nhiều ngủ được nhưng mà bé không mập, đó là do cơ địa của bé rồi chị ơi. Cho dù sử dụng một đà bên em, bé cũng không lên cân được đâu ạ. Sản phẩm nhà em là chỉ hỗ trợ cho bé ăn được ngon miệng và ngủ được ngon giấc thì bé lên cân. Còn bé nhà chị ăn được, ngủ được mà không lên cân, đó là do cơ địa của bé là gầy rồi chị yêu ơi. Giang Hoàng xin cảm ơn. Có nước hoa nam không em? Dạ có, hai chai nước hoa nam của em. Một chai Formen có giá 1.280.000, mùi đàn ông lịch lãm, đàn ông đích thực. Chúng ta nên xài cái chai Formen này, rất là sang, mùi cực kỳ quyến rũ, nam tính. Còn nếu như ai mà thích cái sự dịu dàng, ngọt ngào hơn một chút xíu thì các anh trai mình có thể xài cái chai này, chai hình vuông này. Nó cũng là 1.280.000 nhưng mà nó sẽ ngọt hơn, dịu hơn cái chai này chút xíu. Chai này nó hơi sẽ hơi kiểu như là hơi mạnh mẽ hơn. Cái chai này là rất là mạnh mẽ luôn nha các anh chị. Dạ. Rất là đàn ông đích thực luôn. Đau răng quá. Bé... Dạ, 7 tuổi giùm em ạ, 5 tuổi chưa sử dụng ạ. Nam nữ gì chúng ta đều có thể xài nước hoa nhà em nha mọi người ơi. Hoàn toàn tất cả mặt hàng nhà em đều được miễn phí ship. Anh trai chị gái nào muốn mua hàng nhanh tay để số giùm cho tụi em ạ. Đúng rồi. Bất cứ sản phẩm nào mà các anh chị muốn mua hoặc muốn được tham khảo thì mình cứ đừng ngần ngại gì hết trơn á. Mình cứ để thẳng số điện thoại giúp em ha. Đừng ngần ngại gì hết các anh chị ơi. Để thẳng số điện thoại giúp em đi đó. Yêu anh cho trong giấc mơ hả? Dạ. Vì em yêu anh có trong sức. Tổng tăng cân nhà em vẫn là 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 miễn phí ship cho mình nha các anh chị. Thuốc tăng cân một đà bao nhiêu? Dạ, thảo mộc tăng cân bên em là 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000 chứ không bán thuốc nha. Một đà là thảo mộc nha các anh chị. Ok, cảm ơn Sơn Hoàng ạ. Đúng rồi, mình cứ để thẳng số như vậy là được đó các anh chị. Trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ, hình bóng anh vây quanh đêm ngày sâu vào nỗi nhớ. Cơn mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá, em nhớ anh ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức khi xa anh lòng như. Ngày buồn đêm thẫn thờ, chỉ phút giây mà ngỡ, để trong vòng bước xa đêm của anh hiểu. Vì em yêu anh cứ trong giấc mơ, nên tình em trao anh là không bến bờ. Từng phút giây bên anh đông đầy bao yêu thương thành nỗi nhớ, để mãi có anh trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cứ trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên quanh đêm ngày nhìn sao vào nỗi nhớ, dưới mơ nơi đâu cũng nghĩ tới ai, cả trong giấc mơ. Are you ready? Những ai cần tư vấn cần mua hàng để số điện thoại để giùm tụi em nhé. Em nhớ anh ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức khi xa anh lòng như. Ngày buồn đêm thẫn thờ, chỉ phút giây mà ngờ, đời trong vòng mùa xa đêm của anh hiểu. Trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ.
mua hàng nhà em là không cần phải để rõ ràng địa chỉ trên livestream, mà mình chỉ cần để lại đúng số điện thoại của mình là được nha các anh chị. Vì khi để lại số thì bên em sẽ có nhân viên lấy số các anh chị gọi điện tư vấn cho mình một lần nữa mới chốt đơn. Cho nên mình cứ yên tâm, đừng ngần ngại gì hết. Bên em là tư vấn cho các anh chị là tư vấn miễn phí nha. Sóc Spy Sóc Trăng. Người dân quê em Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng. Sao em ngu vậy quý? Quê em mà còn có bài Sóc Trăng cho anh chị không biết bài gì luôn. Bình Phước quê em của em. Không có bài gì của Bình Phước hết à? Chắc có mà chị không biết á. Bao nhiêu một bộ mic à? Mic bên em thì các anh chị nhắn tin vào giùm em, tại vì hai đứa em là không có phải là kỹ thuật mic cho nên tụi em không có biết tư vấn. Bên em vẫn có bán nhưng mà các anh chị mình nhắn tin và bên em sẽ có chuyên viên về mic để mà tư vấn cho các anh chị nha. Thiệt luôn, tụi em chỉ biết cầm mic hát thôi chứ tụi em không có biết mic như thế nào hết. Cả nhà mình nhắn tin vào giùm đi. Em gì ơi, xin cảm ơn em gì ơi nè. Cảm ơn à, em gì ơi, em tên gì cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em mỗi ngày. Chào Thu Thùy Dương, à Thùy Dương. Này sao? Hôm nay hay lẫn, á lộn hay cái gì, hơi lẫn lộn đó. Hơi bị lú. Não thức đi, não chị dịp cho thức nè. Cảm ơn cả dạ. Nhà cả nhà mua hàng để lại số điện thoại giùm em cả nhà. Hello chị Huyền Bơ nha, cảm ơn chị Huyền Bơ. Hello chị Huyền. Đêm mưa nhớ mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. Buồn quá vậy, đang vui mà anh chị. Vậy cũng hòa nhịp cho được hay thiệt chứ. Hát tặng nó đây à các anh chị. Body dưỡng trắng da nhà em cũng có nè. Body dưỡng trắng da toàn thân nhà em là của Queen Line, là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không bết rít cũng không lộ vân kem như các anh chị yêu. Một chai chỉ là 480, nhà em đang có chương trình khuyến mại mua 2 tặng 1. Nhanh tay muốn được khuyến mãi thì mình để lại số mua hàng trong cái thời gian này để được khuyến mãi nha các anh chị, chứ đợi hết hàng khuyến mãi thì tiếc lắm luôn á. Nhiều anh chị cứ đắn đo suy nghĩ chi, gần tới Tết rồi mình phải cần làm đẹp ngay bây giờ là được rồi. Bao nhiêu tiền một bộ vậy em? Bộ gì vậy? Bộ gì ạ? Bộ gì vậy chị gái? Chị bình luận rõ ràng giúp em được không ạ? MC ơi, đã thấy số MC ơi rồi, mình để một lần thôi ạ. Để nhiều lần là bên em gọi mình nhiều lần là hơi... hơi nhiều lần. Công nhận cái mùi nước hoa này nó ngọt ghê luôn á. Nó ngọt mà nó cứ ngọt cái sự ngọt ngào dịu dàng sao đó thiệt. Mấy anh trai mà ngồi gần tụi em mà xịt cái mùi này mấy anh chịu nổi mới sợ thiệt sự. Ví dụ với lại gần hít á. Hít vậy luôn á, nó thơm quá. Dạ anh Yến xịt mùi này em chịu nổi không? Không. Anh xịt mùi đó em cảm thấy ghê. Trời, chắc tại vì biết sao không? Cái búa lên đầu à. Tại vì đàn ông người ta xịt cái mùi này mình cảm thấy quyến rũ. Yến xịt là hết thấy rồi, hết thấy. Ủa anh chịu đủ quyến rũ à? Thôi. Anh là anh xịt tóc rồi. Cái mùi xịt tóc hợp với anh hơn. Anh không đủ quyến rũ với em hay gì? Em chán rồi. Mỗi ngày rồi. Mỗi giờ hèn gì? Có mới nó cũ ghê. Mặc áo không phát lỗ luôn trời. Quay về đây em cầm tay áo mà gài nút đó là từ xưa. Hèn gì chạy ra ngoài đường. Cái mặt thì che, cái cổ thì đưa ra ngoài đường. Không nói về cái độ mà cái gì là kỹ càng là Yến là không có rồi đó. Bịt khẩu trang, đeo mắt kính, đeo bao tai một bên. Thả cái này ra, cái cổ đưa ra và một bên tai đưa ra. Đúng rồi. Như vậy là mốt chống nắng từ đời nào á, các anh chị thấy chán không? Gọi là gì, đeo mang cho có chứ còn mà kỹ là không có kỹ được rồi đó các anh chị. Bởi vì Yến không có kỹ cái càng được. Chán lắm, như đàn ông con trai gì đó. Hai bé. Dạ. Giờ này mất tự nhiên ngủ luôn. Rồi, tự nhiên không, ngủ. Coi, không coi mình mất ngủ luôn. Dạ. Dễ thương ghê. Bầu ơi được. Bầu ơi, em đang buồn. Được rồi, được rồi, đừng. Phải không? Thôi, Milo. Subscribe, dạ ok, đợi em xíu anh ơi. Để xíu đi. Dạ, anh khác hay anh. Em khác? Có phải anh hết yêu em rồi? Mà nó có biết không ta? Anh hãy nói đi người ơi. Chị hỏi, chị nghĩ Linh coi, Linh nghe. Chị hỏi Linh coi có hay không? Khác. Rồi đó, ok. Trời trời, cái gì mà Linh không có? Bài nào mà Linh không biết thì nó mới không có thôi. Còn bài nào mà Linh là biết là lúc nào cũng phải có. Thơm ra tới người Bắc luôn. Trời ơi chị đẹp. Chị hơi chị khen mà chị khen mình tụi em mà chị ảo quá. Thơm từ đây tới Bắc luôn, dễ sợ không? Dễ thương. Có ai cần tư vấn để số đi ạ. À? Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Dạ đúng rồi. Bên em bán Yến lèo là gì nữa trời? Yến lèo. Yến hứa lèo hả anh chị? Yến lèo rồi Yến xôi rồi Yến cái gì mà toàn... Đặng ni, hello Đặng ni. Hết Yến xôi, giờ Yến tới Yến nước lèo. Xong rồi bước tới tổ Yến, Yến xào. Chị biết bún nước lèo là đặc sản ở đâu không? Subscribe.
rồi. Lẹ lên. Anh hãy nói đi người ơi, em vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta xin xa cách. Anh nói đôi ta không hợp, anh nói em không còn như trước. Nhưng tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Xa đi trả lại anh những ngày em chưa đến, và khi em ra đi anh sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Tiện đàn ác mẹ ơi, mình hết hồn với chía trời. Mạnh mẽ nhưng mà anh rất là nhát, anh hiểu không? Hai con mèo xinh đẹp, nhà hai con mèo xin chào ạ. Trời ơi, cái hết hồn cái giết luôn bây giờ. May chưa liệu, liệu tụi bậy nó chết rồi. Có phải anh hết yêu em rồi? Anh hãy nói đi người ơi, em vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta sân xa cách. Anh nói đôi ta không tại sao anh ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay anh không muốn ôm em thật lâu. Như linh hiểu ra một điều, anh đã khắc xưa nhiều lần, và dường như em hiểu ra một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi trả lại anh những ngày em chưa đến, và khi em ra đi anh sẽ nhận ra không ai và dường như em yêu ra một điều, anh đã khác xưa nhiều lắm, và dường như em yêu ra một điều, anh đã hết yêu em phải không? Vậy thì em sẽ bước ra đi trả lại anh những ngày em chưa đến, vì khi em ra đi anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng. Tay mà con đừng ôm cái hết hồn à. Ồ giang hồ mạnh mẽ như kỳ vậy trời. Sao nước hoa for men mà ta khều tay ta ôm nhẹ con cái mà giật mình hết hồn thì không liệu liệu bày liệu bày. Chị tưởng nó ai ôm à? Hết hồn. Tự nhiên hết hồn. Tự nhiên đó ơi. Mọi người thấy mạnh mẽ mọi người. Superman mọi người. Sao for men để thể hiện cái đẳng cấp. Cái đẳng cấp đó là cái mùi đích thực đó. Đích thực gì đâu. Gái ôm có chút xíu giật mình kiểu này chết rồi. Hơi ngượng, hơi ngượng. Gái ôm lần đầu tiên hơi ngượng. Mỗi ngày mà nói gì trời. Mỗi ngày em ôm cái kiểu kia, kiểu khác nè. Em đổi kiểu á. Em đổi kiểu lẹ quá. Thích nghi chưa kịp. Trời ơi. Cảm ơn anh chị. Hai em gái vui quá hết giờ. Cảm ơn ạ. Rồi, hello đặt dâu. Nhắc tới yếu bóng vía là cực kỳ luôn. Hai bị hù là vậy. Hôm nãy mới hù luôn. Hôm nãy chị vừa mở cửa lên ngồi thù lù ngay cửa. Em vừa chị một cái lỗ đúng không? Ừ. Đó chị chui vô, vừa chui vô thấy nó ngồi lù luôn cái cửa, trời trời ơi té xỉu luôn vậy. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Tăng cân là giảm cân bên em thì hết hàng rồi, tăng cân thì còn hàng các anh chị. Và các anh chị đừng quên là sữa rửa mặt và kem body bên nhà em đang chương trình khuyến mãi nha mọi người, mua 2 tặng 1 nha các anh chị. Sữa rửa mặt dành cho nam lẫn nữ luôn, mua 2 tặng 1. Kem body cũng dành cho nam luôn, cho nữ ạ, mua 2 tặng 1 nha anh trai ơi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn các anh chị. Mua hàng nhà em mình nhất định phải để lại cho chị kem body nhé. Và chị Châu Vi ơi, để lại số điện thoại giúp em được không ạ? Và nếu như mà chị mua 2 chai body luôn á thì nhà em sẽ tặng chị 1 chai nữa. Mình có thể rủ bạn bè hoặc là người thân của mình để mua chung một đơn để mình được tặng quà nha chị. Nhà em đang còn trong chương trình khuyến mãi cho nên mình nhanh tay mua hàng để sở hữu được thêm 1 chai body nha các anh chị. Mua 2 tặng 1 miễn phí ship.
tăng cân. Cái gì nói cái gì không hiểu. Gì vậy? Linh hát về Tây Bắc tặng cho cô chú lớn tuổi à? Dạ. Con chút xíu nữa con sẽ hát nha cô, nhưng mà bây giờ là con đã hứa cái bài Sóc Sà Bay Sóc Trăng trước rồi, cho nên là con sẽ hát bài này trước. Cô chú anh chị mình thông cảm nhá. Cảm ơn Châu Vi. Dạ, đã thấy số của chị gái ạ. Đúng rồi, cảm ơn trai Đạt Phạm. Chị mới mua 2 sữa mặt. Cảm ơn chị Huyền Vũ. Huyền Bơ. Các chị ơi, mình mua hàng nhớ để đúng số điện thoại giúp em nha. Các anh chị bên em có tăng cân cũng như là sữa mặt body, tinh chất hoa hồng, đặc biệt là nước hoa nhà em đều có nha các anh chị. Mua hàng thì để số giúp em. Anh đang ngồi cà phê coi hai em dễ thương quá. Dạ, cảm ơn Lê Thanh. Cảm ơn anh. Tăng cân uống rất hay. Dạ, cảm ơn ạ. Phan Dương, dạ cảm ơn Phan Dương, cảm ơn Phan Dương rất là nhiều ạ. Ăn được lắm luôn hả? Dạ cảm ơn chị gái. Bây giờ mình xuống. Ủa, cái cảnh này giống của chị ấy quá vậy? Hả? Đẹp quá ạ. Có hụt thì phải có một dịp được xuống. Bộ đồ này đẹp hơn. Xuống Sóc Trăng. Bộ đồ này phải Thái Lan. Phải được bận cái đồ này gọi là đồ gì? Đồ dân tộc Khmer. Đồ của người dân tộc giống như mình là người Việt Nam mình mà. Có dịp mời tất cả quý vị, cô chú, anh chị, đặc biệt là Sao Băng, Vĩ, Như My về Sóc Trăng quê em nha. Em đang tập múa giống như là các cô gái ở Sóc Trăng này. Chị Băng, để mai mốt anh có dịp em được về Sóc Trăng nè. Chị Băng ơi, chị Băng ráng tập để mà dẻo sơ sơ giống em, để mà được về quê Sóc Trăng. Em mê cái bộ đồ này giả mang của chị gái. Em mê cái bộ đồ này quá. Rồi hả? Yến thích bộ đồ này Yến. Dễ thương ghê á. Mà thích chụp ở trong chùa gì đó, nhìn đẹp ghê thiệt sự. Chắc là Tết này về bé Linh sẽ quay MV bài này quá. Đẹp quá. Ok không? Về chùa Khmer xong rồi cái mình thuê một bộ đồ này. Sau đó mình quay MV bài Subscribe Bonte. Dạ cảm ơn các anh chị mình lần nữa rất là nhiều. Nhớ là những anh chị nào đặt hàng bên nhà em thì mình vui lòng để lại số điện thoại giúp em. Để lại số điện thoại giúp em là được nha các anh chị. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Cảm ơn chị Nguyễn Thanh Vân, dễ thương ghê. Một đài nhà em là 350 thôi các anh chị nè. Ai ăn không ngon ngủ không ngon thì có thể tham khảo và sử dụng một đài nhà em. Một đài nhà em là hoàn toàn làm từ thảo mộc, không phải là thuốc, cho nên mình cứ yên tâm nha các anh chị yêu. Không ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là bé 7 tuổi trở lên, bé biếng ăn, lười ăn thì cũng có thể sử dụng được luôn. Từ 7 tuổi tới 70 tuổi là trong cái khoảng đó mình đều có thể sử dụng mộc đài nhà em. Dạ, dòng nhạc quê hương của em mà. Bé Linh là quê ở miền Tây và Sóc Trăng đó là quê mà em trồng rau cắt rốn. Nơi em sinh ra và lớn lên. Sinh ra thôi, lớn lên đi mất tiêu rồi. Sinh ra và hơi lớn lớn xíu là đi mất tiêu rồi, đi bỏ xứ đi mất tiêu luôn các anh chị. Nhớ nhà quá rồi. Đây ở Sóc Trăng thì chụp hình quê gửi em cái cho quê mình hôm nay có đẹp lắm không. Hồi nãy có một bình luận nói em ơi Sóc Trăng này xuống Cà Mau luôn, áo mới Cà Mau luôn ha. Dễ thương quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Linh này ốm mà em không biết nè, cảm thấy sổ mũi và ốm hơi là ho. Ốm xuống cân hay là ốm kia các anh chị? Các anh chị nếu mà xuống cân người ta các anh chị gọi là gầy. Không, nhiều nó ốm á. Mình ở miền Nam mình gọi là ốm. Bởi vậy. Chưa vợ, rồi có thuốc nào uống vào được có vợ không em? Mình đẹp đi. Dạ, em nghĩ là mình nên làm đẹp đi. Chúng ta nên làm đẹp và chúng ta sẽ có bồ và sẽ có vợ luôn. Yến ở đâu vậy em? Em gần đây mà em còn chưa được về nữa. Chị Yến ở Bình Phước. Bình Phước mà chưa được về nữa. Linh ơi, anh năm... tuổi con lợn. Tuổi Linh có được không? Tuổi lon là tuổi lợn phải không anh? Tuổi lợn là anh sinh năm 95 hả?
Vi Đoàn, xin cảm ơn Vi Đoàn nè. Dạ, cảm ơn Vi Đoàn. Mạng nó đá như đá bóng luôn rồi Yến ơi. Ừ, nó đứng là điện thoại chị nó đứng luôn. Sao ngày nào tới giờ này là bị ta, chán ta. Lộc Ninh Bình Phước cưng ơi, vậy đúng rồi. Em ở Lộc Ninh Bình Phước. Chào má Nam Bảo. Hello má. Má Nam Bảo để cái tên này con lão quá. Phan Dương đúng rồi. Dạ. Yến Hoàng, xin cảm ơn Yến Hoàng. Hát bài Sóc Trăng đi em, mới hát xong. Mới hát xong. Trời ngủ ở đâu vậy trời. Mới muốn vậy? Gãy tay luôn nè. Thức dậy coi. Cưới Yến được không Linh? Dạ được, nhưng mà mình phải làm đẹp trước đi nha. Làm đẹp trước, mua hàng ủng hộ cho hai chị em trước đi, lấy thiện cảm của chị em rồi Yến mới đồng ý được. Hát bài Lạc Trôi đi Yến ơi. Trời 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 trời. Mình đã hôn thơ mây mù dâng lối, làn sương khói phôi phai đưa bóng ai xa vời. Hầu như hạt của nhạc của anh Sơn Tùng mình không có hát ha. Hát không được anh. Thật chị là khó hát quá, nhanh quá nữa. Cho anh ấy, cho anh nhớ thương nồng cháy. Tấp lều vàng. Hát Điển Linh mới hát xong hả? Dạ. Cho tụi con nghỉ ngơi xíu đi. Má bị khóa nít rồi hả? Trời ơi, hèn gì má cái bình luận nít Phan Dương này con khó, lúc khó nhìn rồi đó. Tại má biết sao không? Cái bình luận kia tụi con nhìn quen rồi, tụi con nhìn vô thấy cái avatar màu xanh dương là biết má liền. Tại vì nguyên cái bộ đồ màu xanh dương của má. Hai em, dạ các anh chị mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Cần được tư vấn gì mình có bình luận rõ ràng trên livestream này. Cái gì chứ hai chị Linh nhất định sẽ tư vấn tận tình và kỹ càng cho các anh chị ạ. Tăng cân Mộc Đà là 350 một hộp, hai hộp một liều trình là 600.000, bên em xài hoàn toàn miễn phí ship. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có thành phần thay thuốc chữa bệnh nha các anh chị. Đúng rồi. Sao băng đẹp hoài rồi hôm nay mà đẹp. Ôi chị à. Chưa. Thôi đi cắt tóc ngắn đi. Chưa, xin được giữ cháu của nó. Trời ơi, trời ủng theo cho làm tóc. Này giữ cháu của nó. Ôi, làm chất đi. Khổ lắm chứ nó còn phải chạy đeo bông nữa. Rồi xù xì. Thêm đang nói chuyện nhỏ nhỏ. Đang tâm sự mỏng, mỏng lét các anh chị. Nhắn rằng anh nhớ em. Hai em trông dễ thương quá. Biết trách móc bản thân, sao để người đi sao mãi ân hận. Nói lớn không nói nhỏ nhẹ. Dạ. Có nói gì đâu. Có nói gì đâu. Phải lên rửa em đi ăn kem. Chưa cho mét. Mà em đi đâu hỏng lấy không ăn kem được. Bé đeo kính xinh quá. Dạ cảm ơn Nguyễn Hồng. Cảm ơn Nguyễn Hồng rất là nhiều. Hồng rất là dễ thương. Bí mật, đúng rồi, hai chị em đang nói chuyện rất là bí mật. Liều thuốc cho trái tim hát rồi anh Đạt. Anh tuổi lợn kệ anh luôn. Nói gì vậy ạ? Nói không hiểu. Anh chị để số là em hiểu liền. Dạ. Đôi lúc những bình luận đọc họ không hiểu nhưng mà để số là em hiểu ạ. Thích xem hai em thôi ok. Dạ, thích hay xem hai em thì có thể lì xì cho hai em một lượt chia sẻ nha các anh chị. Xin chào hai con mèo con. Mèo 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 mèo. Mèo mèo. Mèo 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 mèo. Tới giờ đó. Mèo 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 mèo. Mèo 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 con gâu này. Uống nước đi hai con gái, uống nước đi ngồi cô Kiều uống nước. Ờ cô Kiều phải nghe hiểu không? Cô Kiều phải nghe. Dạ con uống nước đi cô, từ từ rồi, tập xíu con. Tập xíu con uống nước nè cô ơi. Cảm ơn Hà Luân. Bé nào cũng dễ thương em, cảm ơn ạ. À. Em thích những cái bình luận của cánh chị vậy. Đã rồi, ok ạ, à. Con uống nước rồi cô ạ. À. Hát bài dân ca tặng cho anh chị. Chắc nói bật lắm. Cảm ơn các anh chị để về tập mấy cái bài về miền Tây nhiều nhiều. Hát bài đó là đúng chuẩn luôn. Mặc đồ đó mà nhảy hip hop nó mới đó, nhảy remix ra nó mới chất. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của mình rất là nhiều. Dạ, và cả nhà ơi, những anh chị nào mà cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì cả nhà mình cứ nhanh tay bình luận cho hai chị em nha. Bên em có tăng cân Mộc Đà hỗ trợ cho mình ăn ngon ngủ ngon nè, có sữa rửa mặt dành cho nam lẫn nữ nè, có kem body nè, có tinh chất hoa hồng của Nhật nữa cả nhà. Nhiều cả nhà lắm. Muốn xài cái sản phẩm nào cả nhà cứ bình luận ở cho tụi em ha. Mùi hương em nồng say, mùi chiếc mơ tí đi, money. Không biết khác rồi. Cái đây là kênh chị liên hệ chị à. Zomong Zinger thì dạ, băng gớ mọi người. 0704 bấm nút sao băng các anh chị. Các anh chị giờ kêu chị sao băng, không đâu kêu sao băng đâu. Cái đó bấm 0704 bấm nút sao băng. Tới nỗi bữa hổm chữ sao băng mà em còn ghi thiếu chữ H mà. Duyên Lê à. Dạ, cảm ơn các anh chị hai bé cưng hả. Body nhà em là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình.
gần tới Tết rồi, đây là một cái thời gian rất là phù hợp và thích hợp cho các anh chị nào chuẩn bị làm đẹp là được rồi nha các anh chị. Mình đừng có chủ quan, mình để cận kề tới ngày Tết quá mình làm đẹp. Làm đẹp thì phải từ từ chứ không phải đẹp làm ngày hôm nay là ngày mai đẹp liền đâu các anh chị. Phải có thời gian nha. Đây là body nhà em là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không bít rít, không lộ vân kem. Một chai giá chỉ 480.000 mà nhà em đang có chương trình khuyến mãi là mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 đó các anh chị. Mua 2 body trở lên tặng cho mình một chai luôn. Mua hàng thì cứ để số giúp em ạ. Hết một bài cải lương đi ạ. Dạ, em chịu. Anh Chi ơi, kể từ nay em không còn sợ cô đơn. Tèo 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 tèo. Wow, biết nhạc cải lương không trời. Cái đó là tân cổ, ca cổ. Tân cổ, ca cổ của em. Cải lương là chắc là hay hay, hồi đó hay có coi á. Tại sao anh lại nói như vậy? Thôi 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 em đi. Có lỗi làm gì? Thôi 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 tôi im đi. Đừng có mà nói làm gì? Yến hát một mồm ăn. Mấy con khùng. Khùng vui chị ơi. Chữ quay. Đẳng động âm xúc à. Lấy cái súng em. Đẳng động âm xúc à. Dạ, tăng cân một đà là 350 một hộp, tăng cân một liệu trình hai hộp là 600.000 nha cả nhà. Một liệu trình hai hộp là 600.000, một hộp bán lẻ là 350. Cả nhà mua hàng thì để lại số điện thoại giùm cho tụi em nha. Chai men là chai là bao nhiêu một chai vậy em? Dạ, chai for men bên em thì có giá là 1.280.000. Đây là chai dành cho các anh nào mà thích cái sự mạnh mẽ, nam tính thì chúng ta xài cái chai này. Còn anh nào mà thích cái sự dịu dàng, ngọt ngào, nết na thùy mị thì chúng ta nên xài cái chai này. Cũng 1.280.000, em sẽ hoàn toàn miễn ship, sẽ có hai chai đó các anh. Hai chai màu xanh chỗ em nè, đó, hai chai màu xanh blue đó cả nhà. À, cảm ơn anh chị. Dạ đúng rồi, mình mua hàng thì mình để lấy số điện thoại giúp em là được nha các anh chị. Bất cứ sản phẩm nào nhà em mà các anh chị muốn mua hàng hoặc muốn được tư vấn kỹ hơn thì mình cứ mạnh dạn đừng ngần ngại gì hết trơn á. Để số là nhà em nhất định sẽ gọi điện tư vấn. Tư vấn nhà em là tư vấn miễn phí mà. Xăm tí cho vui à. Sân Hà Nam đế cơ, tuyệt nhiên định phận tài thiên thư. Như hờ ngực ngó lai xâm phạm, như đằng hân khang thua bài hư. Em không thuộc nha, em không thuộc cái bài đó. Em chỉ thuộc dòng máu lạt hồng châu dòng tiên. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, tình chất hoa hồng chịu 350.000. Hai đứa tư vấn hai giá bán cái gì? Giá của Linh là chưa giảm, giá em là giảm rồi mọi người. Mua là mua cái giá của em đi mọi người ơi, 950.000 một hộp nha. Một sản phẩm hai đứa tư vấn hai giá mọi người. Kiểu này chắc em ăn lời cắt cổ trong đây hay sao? Rồi, kiểu này chắc 1.350.000 đang giảm giá còn 950.000 cả nhà yêu ơi. Viên uống tinh chất hoa hồng thơm cơ thể, quyến rũ làm đẹp da, hỗ trợ tăng nội tiết tố của nữ nha cả nhà. Phần chân. Như chị Sa Băng nói tăng cường sinh lý nữ mà có tăng cường sinh lý nữ không biết nữa. Cái tinh chất hoa hồng mà nó có tinh tăng cường sinh lý nữ trong đó nữa đó. Trời ơi trời. Dạ, tăng nội tiết tố thì em tin chứ tăng tinh sinh lý nữ là em nghe là em thấy là hơi bị em hơi thích cái đó. Rồi chứ là cái hộp mẫu này chắc mất tiêu rồi. Cái gì mà tăng cường cái đó là quá, cái này là cái hộp không, em cái hộp ôi trong ơi muốn hết rồi. Trời ơi quá trời quá đất rồi, thiệt sự. Em 1.350.000. Em gì hơi rậm rạp nha. Chết đụng vô cái Apple Watch rồi. Rồi hơi đau, hơi đau. Hơi đau tay em. Hơi đau tay chị, hơi đau tay chị. Nhót hay nhót. 18 giây đang đợi mình. Ủa cứ hẹn với các anh chị là hai chị em nhất định sẽ cắt cài bông cho các anh chị coi. Ai chơi lại hai chị em. Trời ơi em có ba em chống lưng mà. Ba em chống lưng rồi các anh chị. Ai quánh tụi em đi Mỹ hả? Gì đâu. Trời ai chửi em là em đi Mỹ đó. Em không hát nữa các anh chị, đi Mỹ. Có ai mua hàng không ạ? Không ai mua hàng chân chờ để em nói không hoài. Dạ rồi. Các anh chị. Hôm nay mới biết cả hai em đều vui tính ghê. Ủa sao dạ? Mới theo dõi hai em hả chị yêu chị Thắm? Trời trời. Chị Thắm mới theo dõi hay chị Thắm? Dạ đúng rồi, chị không biết sao chứ mọi người hay gọi hai chị em là hai chị em biến khùng, biến điên. Thật sự, ở đây có mấy anh trai mà theo dõi tụi em nè, đó, người ta nói là con trai người ta không có thích con gái khùng khùng nhưng mà cái anh trai này theo dõi tụi em lâu lắm. Cười hoài gì? Cười hoài coi cầm điện thoại cười hoài gì? Cười mỉm 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 đầu đó. Khoái. Có mấy anh đó, mấy anh mà hay coi tụi em á xong rồi nhắn tin cho nó, trời anh coi tụi em biết cái vợ anh nó ghen quá trời luôn rồi. Xong rồi có người thì nói là chị coi em mà chồng chị cứ chửi tối ngày coi hai con khùng này hoài, xong tự nhiên giờ ghi giống chị luôn, hai vợ chồng đều cầm điện thoại coi mở bu like luôn. Cảm ơn Nguyễn Hùng rất là nhiều. Cái này là có thiệt luôn. Dễ thương.
Thì các anh chị, cái này là có thiệt luôn. Em ơi chị coi em á, chị cười tủm tỉm mỗi ngày á, chồng chị nói sao em tối ngày coi hai con khùng điên này hoài. Lâu lâu hai chị em phải cố gắng tấu hài cho các anh chị vui á. Xong rồi tự nhiên cái chửi tụi em khùng điên, cái bây giờ ghiền thiệt luôn, bây giờ ghiền hai vợ chồng mỗi lần tới buổi live có Yến Linh cái là hai chồng cầm điện thoại coi tủm tỉm. Không biết các anh hai vợ chồng có đang coi không? Trời ơi dễ thương, không bỏ lỡ một like nào, dễ thương quá. Cảm ơn anh Tăng Tuấn nha. Dạ, xin cảm ơn anh. Nhiều lúc mình khùng mình ra đường mình gặp anh chị mình ngại muốn chết. Cười kể nghe hôm qua em kia đi sửa điện thoại. Sao? Bịt khẩu trang, tại vì dịch mà giờ đâu có dám mở khẩu trang đâu. Kêu anh ơi sửa để cái điện thoại này mà em với anh ơi. Thấy chị với anh Thanh ngồi nói chuyện á. Cái ông chạy ra ông nhìn đi nè. Ông kêu nè. Em cho anh hỏi em phải tên Yến không? Cái này chị bắt đầu chị nghi rồi, chị sợ rồi chị thấy. Dạ có gì không anh? Hình như em hát cái kênh gì trên Facebook ảnh lướt lướt thấy hoài em luôn nè. Là con không biết anh ấy kêu trời ơi. Em đi chứ chị nói ủa em bịt khẩu trang cũng nhận ra, kêu không nghe cái giọng em rồi anh nhận ra nghe cái giọng em, bữa chắc là cái giọng em ở ngoài nó cũng khá là đanh đá cho nên các anh chị nhớ được cái giọng em ra ngoài bịt khẩu trang mà vẫn còn nhận ra được Yến. Người ta thấy cái mắt kính huyền thoại của không chị không có mắt kính không kêu nè. Chị mới nói là ủa trên live thường thường là em đeo mắt kính nè, còn bây giờ em ra đường em bịt khẩu trang em không đeo mắt kính mà sao nhận ra em hay vậy. Cái ông kêu là nghe giọng nói của em. Trời dễ thương nghe giọng chị nó chua quá. Chắc giọng em nó chua sao. Trời ơi. Cảm ơn Duy Hiển, xin cảm ơn ạ. Dạ. Cô không bỏ buổi like nào, cũng cảm ơn cô Đào Thanh Thanh. Trời cô dễ thương quá cô ơi. Dễ thương ạ. Hai em dễ thương bắt gì nuôi nổi không ạ? Trời ơi, đừng cái gì cho em ăn nhiều lắm mấy người ơi. Cái gì cho ăn là trời ơi, đối với em ăn là hạnh phúc nhất trên đời. Đó, quá chua rồi, quá chua. Cái giọng quá chua rồi. Không biết anh chị sao hạnh phúc của anh chị là sao, nhưng đối với em là buồn em ăn mà vui em ăn, mà không buồn không ăn không buồn không vui em cũng ăn. Đối với em ăn là một hạnh phúc nhất trên đời, đối với em là chỉ có ăn ăn và ăn. Quá chua, quá chua. Nó chua còn hơn cà na nữa thiệt sự. Nhắc tới cà na nguyên một keo ở nhà chuẩn bị lẫm nè. Ôi trời ơi bao ngon. Khúc tình nồng hả? Em mặc váy đen, đeo đồng hồ, đeo kính đẹp, gái cá tính dễ thương. Dễ thương các chị, em cá tính không các anh chị? Em mặc váy đen đeo đồng hồ, cá tính dễ thương. Bị gián đoạn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bị gì vậy? Nó bị chập chờn. Cảm ơn anh chị. Làm chứ cá tính. Anh khoái hiểu không? Anh cứ xem hai em là vợ anh la hoài. Dễ thương, dễ thương không? Ôi đủ vợ coi chung luôn. Chị ơi chị, không biết chị có đang nghe không, chị đừng có la có gì đâu. Ảnh xem tụi em, ảnh ở nhà ảnh nằm ảnh xem điện thoại nghe nhạc thôi là không có sao. Ảnh xem tụi em là xem ok vui vẻ giống như xem hài vậy đó. Còn ảnh xem cái gì nó khác thì hơi kỳ. Cái đó là em không can thiệp. Em không biết nha. Còn mà coi chị Miến Linh là chị, anh chị nên vui đi, tại vì xem chị Miến Linh là lúc nào cũng nghe nhạc thoải mái, tâm trạng vui vẻ đó. Nhiều lúc tư vấn là mua nước, nhiều khi mua hàng tặng chị, mua nước hoa tặng chị nữa đó chị yêu nha. Yến nói hay quá. Ok Yến. Dạ, Yến chọn cái tên hay dữ ta. Yến Tiểu Yến Ngọc Yến à. Thùy Linh thì mệt hay. Mệt Ngọc Yến quá. Trần Linh thì mệt. Thùy Linh not Trần Linh. Trần Linh. Nguyễn Yến not Ngọc Yến. Hai em đốt nha. Đốt gì đâu trời, nói gì ấy. Hai em mà xây nhà không hết rồi các anh chị. Ngày nào cũng nhận gạch xây nhà hết trơn, đốt đâu ra các anh chị yêu. Có hai chào hai mẹ. Trời chào ơi, hai mẹ. Chào hai mẹ luôn rồi. Ồ, sao vậy con trai. Chào. Tội lỗi chết nghe. Đầu không có tóc rồi Hiển ơi. Già rồi nói gì kỳ. Chị không bỏ buổi like nào. Cảm ơn chị Nguyễn Phương. Em quần trắng không đeo kính cũng đẹp. Trời ơi trời, diễn tả hoài, diễn tả cái quần em hoài vậy anh. Anh đừng có nhìn cái quần tụi em được không, anh nhìn cái áo đi. Chào hai em, xin chào ạ. Dạ cảm ơn ạ, cảm ơn các anh chị. Linh hát bài chiều đồng quê. Chiều đồng... là chiều ơi, nắng chiều luôn buông khắp nơi. Một bầy heo đang. Tự nhiên nhìn với cái quần ta kêu một bầy heo. Chị khùng quá vậy ngay. Khùng quá khùng. Quên bầy chim lên lên, quên lộn quên. Hát bài về Bình Phước đi em. Dạ anh gửi cho em bài nào về Bình Phước đi cho em. Em chưa tìm hiểu được bài nào về Bình Phước hết trơn á. Nhập phiêu cháy bọn em như là công tước. Em xin giới thiệu em là một người Bình Phước. 93F1 chính là quê em. Cao su bát ngát. Dạ. À dạ. Chưa đồng quê. Chưa đồng quê à. Dò thử đúng không? Bài này em chưa có biết hát bao giờ, nhưng mà để em hát thử ha.
tuyệt vời, chiều đông quê nó ấm muôn đời. Cỡ em chứ không vừa đâu. Không mà cái bắp tay em đâu cỡ đó đâu. Mập hơn em chứ chị nói gì vậy? Nãy giờ quay bất nguyên nữa. Tay bự dữ vậy. Bầu gì đó em ốm con nhỏ đó đi. Em ốm, em ốm. Hai đứa mình yêu nhau, yêu nhau xây đất mộng mãi sâu. Bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng mập như tôi hay gì? Xin lỗi á. Xin lỗi. Mập có cái nước quán quyến rũ riêng của mập á. Xin lỗi á. Có sao. Còn có tự nhiên mệt cái hát mà khóc luôn. Hát xong khóc. Hát gì mà khóc chàng mà đe vậy các anh chị. Trời ơi trời. Mệt mỏi chị quá, tôi dám đi xuống nè. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đừng quên là có anh chị mua hàng để lại số điện thoại. Dạ Hương Hà ơi, dạ 1.350.000 mà nhà em giảm giá chỉ còn 950.000 thôi đó chị gái. Chị mua hàng chị để lại số điện thoại giúp em ha. Mua cái gì cũng được nhưng mà phải có số điện thoại giúp em nha. Các chị này dán điện thoại chưa? Chưa. Quên hoài. Dán không chưa rồi. Dạ cảm ơn các anh chị. Mua hàng nhà em nhớ để đúng số điện thoại bên dưới. Nhà em sẽ còn tư vấn lại cho các anh chị thông qua số điện thoại. Mới chốt đơn cho mình cứ yên tâm ha. Chị dán cái đó vô tầm chừng tháng mà chị cảm thấy chị nhớ không hiếu là chị tháo cái liền nha. Nghe không? Lỡ mà chị tháo không được em tháo em chị nha. Lúc đó em kiểu như em dập chụp cái điện lúc đó chị bị mù quáng rồi. Chị dán trước đi. Chị có gì dán sau. Thiệt. Lỡ mà ông hiếu có bỏ bộ yêu vô đó một cái. Này nó giống như nó có một cái thời gian hiểu không? Là phải dán vô liền, nó mới em sợ để lâu quá là nó mất á. Ồ. Mình phải dán vô liền. Rồi đó hai đứa mình bị mù quáng rồi thương ổng rồi sao? Kêu vỏ gỡ. Thiệt ghê quá. Để hồi dặn ông Võ có gì, ông Võ có gì nếu mà tụi em mù quáng ông Võ. Rồi còn sao băng, còn sao băng gì, còn chị sao tăng. Đúng rồi. Sao mình sẽ dặn ông Võ với chị sao băng. Có gì cứu tụi mình chứ để tụi mình dính với bùa yêu một cái là mình lú luôn. Dạ xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều, là hai chị em nói xàm cũng hơi bị nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ là xin phép là tạm chia tay với cô chú anh chị. Cảm ơn mấy cô mấy chú của con ngày hôm nay rất là nhiều, vui vẻ quá cô chú dạ, ha. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Vui vẻ. À, đừng quên là hai chị Mỹ Linh có kết thúc livestream thì các anh chị vẫn có thể để lên số điện thoại bên dưới vẫn được nha các anh chị. Bây giờ thì hai chị Mỹ Linh xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi livestream kế tiếp ạ. Bye bye.